Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay lại với video tiếp theo của xe đạp 247. Thì hôm nay xe đạp 247 xin giới thiệu đến cô chú anh chị một cái mẫu xe mà dạo gần đây đang được rất là nhiều người quan tâm đó. Với mức giá, tại vì với mức giá là chỉ có trên 5 triệu và chúng ta được một cái con xe mà với nhiều trang bị rất là ngon trong tầm giá. Thì đây chính là mẫu Enfler A31, mà một chiếc xe đạp nội địa của Nhật. Để xem nó có gì mà lại hot như vậy. Thì đầu tiên cô chú anh chị nhìn cho em vào cái lớp sơn. Đây là một lớp sơn nhám tĩnh điện với trên một bộ khung nhôm đó. Khung nhôm nhé. Con này thì là khung nhôm, càng sau nhôm, càng trước là thép. Khung nhôm. Trọng lượng của xe rất là nhẹ. Tiếp theo là về bộ truyền động. Trên con xe với mức giá chỉ có hơn 5 triệu mà chúng ta đã được trang bị này. Một bộ đề của Tuley, gạt đĩa của Shimano Tuley, líp Shimano. Chắc chắn rồi, với củ đề và gạt đĩa là của Shimano thì tay đề của nó ở trên cũng là của Shimano. Đây, cô chú anh chị có nhìn thấy này, Shimano V-Brake. Con xe này thì sử dụng còng phanh chữ V. Đó, cái cùng phanh này, cái ưu điểm của nó là dễ dàng sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng. Cô chú anh chị hoàn toàn có thể tự làm tại nhà. Còn nhược điểm thì nó sẽ không thể bằng một cái phanh đĩa. Thế nhưng mà chúng ta so phanh đĩa ở đây thì là so phải những cái phanh đĩa phải là phanh đĩa xịn. Chứ còn mấy cái loại phanh đĩa mà của mấy cái con xe rẻ tiền thì chúng ta không thể làm so sánh được cái phanh chữ V này được. Thì những cái phanh đĩa rẻ tiền, cô chú anh chị có thể biết là nếu mà chúng ta chạy một thời gian nó sẽ có độ dơ, và cái đĩa đấy khi chúng ta đạp ấy, nó sẽ cọ vào cái tiếng má phanh, nó kêu rất là khó chịu. Và lốp trang bị ở trên chiếc Enfler A31 này là một bộ lốp của Kenda, một lốp 700. Cái vành của nó thì là vành phải rất là dày, một bộ vành phải dày đến 4 phân, phải quanh tầm 4 phân. Ở trên đây thì là vành nhôm đánh bóng này, đấy. Ở dưới này là nhôm 2 tầng nhé. Tầng này là họ sơn nhám theo cái bộ khung xe, nhìn rất là ngầu. Đây, cô chú anh chị nhìn thấy này, đây là sơn nhám nhé, sơn tĩnh điện nhám nhé. Ở trên đây là phay xước này. Và cái vành của nó là vành hoàn toàn bằng nhôm nhé. Càng thì càng thép thôi. Và mayer của xe thì sử dụng mayer côn. Em thấy là mayer côn thực sự là trên những cái dòng xe mà với mức giá thì loanh quanh từ 5 đến 7 triệu thì là dùng sẽ ngon hơn là vòng bi bằng đạn. Tại vì sao? Thì mức giá này thì nó lại lửa lạc lửa mỡ quá. Nếu mà trang bị bạc đạn vào, thứ nhất là nếu mà để trang bị cho có thì lại không được cái bạc đạn ngon. Mà cái bạc đạn mà đã không ngon thì không thể so với cả cái bộ côn này được. Thì cái côn này thì đi một thời gian, khi mà cô chú anh chị cảm thấy nó dơ, chúng ta chỉ cần cà lê vặn vào thôi là lại ngon ngay. Còn bạc đạn ở trên những cái dòng này, nếu mà lắp những cái dòng bạc đạn rẻ đấy, một khi đã hỏng là cô chú anh chị là chỉ có vứt đi thôi. Cái bạc đạn đấy thì không chỉnh được nhé. Van là van gạo. Phản quang ở bánh nhé, cả hai bánh đều có phản quang của hãng tặng kèm theo luôn này. Dây dương sườn, dây đề các thứ là dương sườn. Thế nhưng mà thiết kế rất là tinh tế này. Dây dương sườn thôi nhưng mà thiết kế rất là tinh tế và đẹp mắt. Phanh chữ V cả trước cả sau. Yên là rất là mềm nhé. Yên của con này rất là mềm. Đó. Rất là cao cấp này. Em véo có chú ý chị xem này, nó cao cấp. Rất là mềm. Đảm bảo nó đạp xa thì cũng không bao giờ có cái chuyện nào bị mỏi mông. Con này cọc yên thì thiết kế rất là hay. Thiết kế những cái rãnh này thì sẽ tạo cái độ ma sát cao cho cái cọc yên của chúng ta, là ngồi không bị vẹo mà cũng không bị thụt lên thụt xuống. Còn cái ở đây, còn cái chốt cọc yên thì nó không phải là chốt khóa mở nhanh. Thì cô chú anh chị cũng đã biết là bên Nhật họ thiết kế cho người Nhật thì cái vấn nạn là mất cọc yên rất là nhiều. Nên là người Nhật họ đã làm cái thay bằng cái khóa mở nhanh ấy, bằng cái ốc loại hoa thị vặn, cái cọc yên như thế này, để đảm bảo là không bị mất cọc yên. Đấy, bên Nhật rất là buồn cười là có cái tệ nạn gọi là ăn trộm cọc yên. Em cũng không hiểu là mấy ông ấy làm lấy cọc yên về để làm gì. Chân trống thì là chân trống bắt hai điểm rất là chắc chắn nhé. Chân trống bắt hai điểm này. Đấy, rất là chắc chắn. Lốp Kenda rất xịn.
vành dày, Myocon. Trục con này là trục đặc nhé anh em, trục đặc nhé. Đó. Thì sên của nó đang dùng sên của Best Trend. Đó. Thì cái vấn đề này thì có thể anh em thích thì sau này có thể chơi lên KMC là xích. Một số sên của những cái dòng cao cấp khác đều được nhé. Cái bàn đạp thì rất là xịn, bàn đạp thấy khá là xịn nhé. Con này cô chú anh chị có thể lắp được chắn bùn dày nhé. Đấy, cô chú anh chị nào mà thích kiểu hay đi trời mưa mà không muốn bắn lên người thì có thể lắp chắn bùn dày. Con này lắp chắn bùn dày thoải mái luôn này. Cả trước cả sau, cả hai càng trước càng sau đều có là hai cái chi tiết là lỗ để bắt được chắn bùn dày. Nói chung là con này phanh chữ V nên là bắt chắn bùn cũng khá là đơn giản. Và đây là một cái trang bị rất là nhỏ thôi, thế nhưng mà lại rất là quan trọng trên một chiếc xe đạp. Nó chính là chiếc đèn phản quang. Đấy, đèn phản quang của con Enfler A31 này thì được gắn vào càng sau đấy của chiếc xe. Đây là cái đèn phản quang zin của xe nhé. Và một cái còi, còi tay, còi cơ. Cô chú anh chị mua xe đạp ở bên em thì vẫn được tặng kèm 7 món phụ kiện cơ bản. Nó chính là một cái chắn bùn trước này, một cái chắn bùn trước này, một cái chắn bùn sau này, và một cái bộ, một bộ nhé, một bộ gọng bình và bình nước, và một cái đèn led bắt đằng sau, cái càng sau này nữa, một cái đèn led để nháy chủ động luôn, và một bộ tháo mở xe, một cái bộ sửa chữa đấy, và một lọ dầu chassis. Thì đấy là những món phụ kiện mà bên em sẽ tặng kèm theo 7 món phụ kiện cơ bản nhất mặc định rồi. Cô chú anh chị mua bất kể xe nào bên em đều được tặng 7 món phụ kiện như vậy. Cô chú anh chị quan tâm đến mẫu xe này có thể để lại thông tin và gọi điện trực tiếp và nhắn tin trên Zalo với số điện thoại em đang để trên màn hình. Một con xe rất là đẹp với mức giá cũng rất là đẹp luôn. Ngoại hình này thì mình thấy là nó sẽ phù hợp với gần như là từ những người gọi là trẻ tuổi đến những người trung niên đều hợp luôn. Tại vì cái dáng xe của nó là nó không kén người ngồi, chị em phụ nữ cũng có thể đạp được luôn. Nó pha giữa cái sự hiện đại mà vẫn giữ được cái sự cổ điển của nó. Thì màu sắc hiện tại thì đã đang con này đã có sẵn rất là nhiều màu nhé. Mẫu này thì hiện tại đã rất là hot vì nó có màu đen nhám này này. Đấy, màu đen nhám này là bên em bán rất chạy này. Đen nhám này, màu xanh ngọc này, màu trắng và màu bạc nhé. Vâng, và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip tiếp theo của xe đạp 247. Cô chú anh chị thấy clip này hay và bổ ích thì xin cho bên em được một like và một subscribe kênh, một đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất đến từ xe đạp 247. Xin chào cô chú anh chị.